Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần thứ 6 ở trong Bát Chánh Đạo. Đó là phần chánh tinh tấn. Thì đến phần này là cái phần nói về chuyên môn tu tập. Nó có tính cách hơi chuyên môn hơn những cái phần trước. Tại vì nói tới tinh tấn, tức là nói tới cái chuyện chuyên tu. Mà ở đây Đức Phật là dạy là chánh tinh tấn. Thì điều này để xác định một cái riêng biệt của Đạo Phật. Nói về việc tinh tấn thường tình thì ở người đời hoặc là những đạo giáo khác họ cũng có những cái cực khổ, những cái vất vả, những cái tinh tấn tiến tu. Nhưng mà riêng chỉ có Đạo Phật mới nói tới cái điều là chánh tinh tấn mà thôi. Đây là điều để chúng ta phải thấy nó có cái gì khác biệt với những đạo giáo khác. Tôi nhớ có một lần một vị ngoại đạo hỏi Đức Phật, nói tôi có nghe ở trong giáo lý của Ngài Cồ Đàm có nói tới quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng, A Na Hàm và A La Hán, tức là có bốn thánh quả, thì người tu theo cái giáo pháp của Ngài á, chứng được bốn quả đó, còn những người không tu theo giáo pháp của Ngài có chứng được hay không? Lúc đó Đức Phật mình mới khéo léo trả lời là ở nơi nào có bát chánh đạo thì nơi đó có bốn quả thánh. Đức Phật nói khéo vậy thôi, chứ Đức Phật không nói là tu theo ta mới được, không tu theo ta không được. Thì điều này để chúng ta thấy rằng cái bát chánh đạo nó quan trọng để có thể dẫn dắt chúng ta từ phàm phu cho tới thánh hiền. Thì ở đây chúng ta bắt đầu học chánh tinh tấn là học những điều tu tập chuyên môn, nói đến cái lĩnh vực chuyên môn của Đạo Phật để chúng ta tu tập cho tới được giác ngộ giải thoát. Thì tinh tấn thì như chúng ta đã học ngũ căn ngũ lực rồi, nó cũng có tinh tấn rồi. Thì những cái phần căn bản tinh, tức là tinh tấn có nghĩa là cái người mà tinh cần để tiến tới cái mục đích mà mình đang chọn lựa. Mà ở đây dùng từ là tinh, nó có nghĩa, nó có hai nghĩa, một là nghĩa tinh cần, tức là nó có mang cái tính chuyên cần, thứ hai là nó mang cái tính tinh tế chuyên sâu ở trong đó nữa, chứ không phải là tinh cần không là đủ. Với những tinh tấn bình thường thì chúng ta không nói, nhưng mà đến Đạo Phật thì khi chúng ta học bài này chúng ta thấy những cái nó chuyên sâu, tức là tinh chuyên ở riêng Đạo Phật thôi. Thì là cái chánh tinh tấn có nghĩa là cái sự tiến tu đúng với chánh pháp, đúng với chánh đạo và phù hợp với chân lý, thì cái đó gọi là chánh tinh tấn ở trong Đạo Phật. Có nghĩa là người mà dụng công tu tập nó phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh đạo. Ở đây chúng ta nói đến cái phần chúng ta khảo sát một số cái tinh tấn, ví dụ như ở thế gian đi. Ở thế gian thì một người họ cực khổ lao động từ sáng đến chiều để tìm ra được chén cơm manh áo. Thì cái nhờ cái bỏ công phu của người ta, ngoài cái việc làm ban ngày ra, họ tìm bằng cái công sức của họ, họ làm để ra đồng tiền. Rồi đêm về họ lại suy tư, họ nghĩ tưởng, họ tính toán để cho công việc được thành tựu. Thì như vậy cả ngày lẫn đêm họ đầu tư tất cả những cái trí não họ vào trong đó. Thì nếu chúng ta nhìn thì được gọi là một cái dạng tinh tấn, đúng không? Đó là một cái dạng. Thì cái thứ hai nữa là ở ngoại đạo
họ có những cái lối dụng công. Quý vị thấy như chúng ta đọc trong sử đạo Phật, chúng ta thấy có những ngoại đạo họ lõa thể, họ nằm giữa trưa nắng như thế này, hoặc là nằm trên đống phân, hoặc là nằm trên cái bàn trong, hoặc là đứng co một chân rồi một chân thẳng với đụng với đất, hoặc là một tay đưa lên trời, một tay đứng đất. Như vậy mà họ đứng suốt cả ngày lẫn đêm, họ cũng sống cái cuộc sống không gia đình, rồi họ cũng trường trai cũng tuyệt dục, họ cũng tinh tấn tu hành. Nhưng mà cái tinh tấn đó vẫn không được xếp vào cái loại chánh tinh tấn ở trong đạo Phật. Có những chuyện như vậy. Và đến cái mức độ trong cái với những người mà bình thường như vậy, để chúng ta thấy rằng nếu như mà tinh tấn trong đạo Phật nó phải kèm theo cái gì? Từ đầu chúng ta thấy rằng từ cái bài Bát Chánh Đạo này là chúng ta đã xác lập cái chánh kiến, phải không? Xác lập cái chánh kiến. Thì từ cái chánh kiến đó mà chúng ta làm cái nền tảng tu hành. Do đó những cái chánh về sau, nếu như chúng ta chúng ta thực hành cái chánh đạo nào mà thiếu cái sự hiện diện của chánh kiến thì cái đó không được gọi là chánh. Đây là điều chúng ta phải biết. Ví dụ như bây giờ chúng ta tinh tấn đi, mà muốn được gọi là chánh tinh tấn thì phải có cái chánh kiến làm đầu. Đây là điều phải biết nè. Bây giờ chúng ta khảo sát một phần, ví dụ như bây giờ chúng ta đi vào cái công phu tu hành nè. Chúng ta là cái người bắt đầu học đạo, chúng ta nói ở cái lãnh vực riêng của người tu thiền đi. Bây giờ chúng ta tu cái quán sổ tức, bắt đầu tu quán sổ tức. Như vậy là nếu chúng ta học rành rõ về quán sổ tức thì khi bắt chân ngồi kiết già thì chúng ta là cái người mà trong suốt cái thời ngồi thiền đó thì hít vào thở ra chúng ta đếm một, hít vào thở ra chúng ta đếm hai, đếm cho tới mức độ thuần thục suốt cả cái thời mà chúng ta ngồi là không lộn, không sót, không sai. Thì như vậy được gọi là tinh tấn rồi đó. Nhưng mà xếp vào chánh tinh tấn được chưa? Chưa chắc đâu à. Tại vì sao? Tại lúc đó chúng ta chỉ thuần sử dụng có một pháp, chỉ thuần sử dụng một pháp thôi. Chưa chắc gì cái pháp đó chúng ta đã thấy hết bề mặt bề trái của nó. Bởi vì một người mà học để hiểu thấu về cái quán sở tức cũng không đơn giản. Ở đây hồi trước dường như chúng ta có bàn qua một lần rồi nha. Bây giờ nói lại, nếu lỡ ai mà có dụng công theo quán sở tức thì chúng ta sẽ thấy những cái bước đi tới của nó như thế này. Tức lúc đầu chúng ta đếm còn lộn, sau đó chúng ta thuần thục không lộn không quên, phải không? Và chúng ta phải giữ luôn cái trạng thái không quên đó, vẫn giữ đếm từ 1 tới 10, dù 2 tiếng, 3 tiếng vẫn ngồi và vẫn đếm y như vậy, không được quyền thay đổi nha. Tới một lúc nào đó tự động, cái này là không phải là sự chuẩn bị, cho nên nói trước mà nếu mình chuẩn bị là không phải nha. Tự động nơi tâm nó sanh một cái ý tưởng thấy rõ ràng là còn sử dụng cái đếm từ 1 tới 10 nó có một cái gì nặng nặng á, giống như bây giờ chúng ta mang vác cái gì á, chúng ta cần phải bỏ xuống. Tức là lúc đó chúng ta đi cùng, mới được gọi là cùng đường của sở tức nha. Từ ở trong công phu đó nó sanh ra chứ không chuẩn bị trước được. Đây là cái điều chúng ta phải biết nè. Muốn bước qua giai đoạn sở tức là qua giai đoạn thuần thục. Có khi cái sự thuần thục mình đếm từ 1 cho tới 10 mà ngồi 2-3 tiếng đồng hồ nó vẫn như vậy hoài, nhưng mà vẫn ngồi vậy hoài. Tức là cái nền tảng nó chưa được thay đổi bởi một cái ý tưởng sâu xa bên trong. Tức là sẽ dĩ nhiều ngày nhiều tháng chúng ta thuần trong công phu chỗ tức đó thì tự động cái tâm chúng ta nó chuẩn bị bước vào cảnh giới cao hơn là nó mới bắt đầu sanh ý tưởng kia nha. Đây là điều phải biết nè. Có nhiều người dạy sở tức mới cười lắm, cứ dạy đếm từ 1 tới 10 là thôi rồi, rồi rồi công phu một chút phải dụng kiểu này, công phu một chút dụng kiểu kia, tức là cái nền tảng ban đầu không có. Do vậy người đó không thể đi sâu vào thiền định và không thể thấy gì nhiều hơn được đâu. Có những người tu sở tức có khả năng chứng tới những cái quả này quả kia. Thành ra sở tức thấy đơn thuần nhưng mà nó không phải đơn giản, nó không phải đơn thuần như mình nghĩ đâu, không phải đâu. Người đạt sở tức, có một số người chỉ tu sở tức xong họ cũng có thể có thần thông. Có người tu sở thức xong họ có thể đạt được định, vân vân. Thì khi cái ý tưởng kia vừa sanh ra, có nghĩa là mình vẫn còn theo từ 1 tới 10, nó thực sự nó có một cái gì nặng nề á. Cái nặng nề nó tự mình phát hiện ra, giống như trên vai mình đang vác một cái gì đó.
bây giờ thôi không tiếp tục điếm nữa, là bước qua tùy tức. Nhưng cái tùy tức thì nói sao, chúng ta không bàn, chúng ta chỉ bàn ngang sổ tức thôi. Thì ngang khi chúng ta bỏ mà chúng ta chưa kịp sử dụng tùy tức, có thể chúng ta vào định. Có những người có căn cơ họ có thể vào định ngay chỗ này. Đây là điều lạ này. Thành ra khi sử dụng công phu đó mà lúc chúng ta bỏ công phu cũ để bước tiếp nhận một cái công phu mới, thì là lúc đó tâm chúng ta bước vào một cái tầng mới thực sự, chứ không phải đơn giản đâu. Ở đây là cái chỗ chuyên môn. Chúng ta bước, cái tâm chúng ta tự động nó lên một cái cấp khác, thì khi đó chúng ta thấy cái công phu cũ nó không không còn tác dụng với mình nữa, mà mình phải áp dụng liền công phu mới, thì lúc đó mới được quyền bước qua cửa ngõ ban đầu là sổ tức. Ở trong dụ lục diệu pháp môn có dịp chúng ta sẽ học kỹ lại. Ở đây chúng ta nói để chúng ta có cái nhìn lại, chứ từ trước giờ có đôi khi chúng ta cũng đã tu sổ tức rồi phải không, nhưng mà ngồi khoảng 5-10 phút rồi chứ bắt đầu chúng ta biết vọng hay là bắt đầu chúng ta làm cái gì đó chứ chúng ta không có ai mà đi hết đường sổ tức cả. Do vậy mà những công phu thiền định mà nói đạt được cái này kia thì hơi bị khó tại vì cái nền tảng ban đầu chúng ta chưa vững, chưa qua được sổ tức thì đừng nói chuyện khác. Tôi nói thiệt như vậy á, đừng chuyện giỡn. Chỉ tùy trường hợp, có những người có căn khí lớn thì họ nhận định đạo lý sâu ở bên trong thì cái chuyện đó mình không nói nha. Nhưng mà bất cứ một cái gì đòi hỏi chúng ta phải có xác lập chánh kiến là vậy. Tức là dù có sổ tức thì chúng ta phải có cái chánh kiến về sổ tức cho tới nơi tới chốn mới được. Còn nếu mà nói tới sổ tức mà chúng ta không rành, chúng ta không hiểu cùng con đường nó là gì, thì như vậy là chánh kiến về sổ tức chưa có, phải không? Đó, cho nên hồi nãy mới nói là ngồi mà từ sáng cho tới chiều vẫn đếm từ 1 tới 10 vẫn chưa chưa được gọi là gì, là chánh tinh tấn là vậy. Muốn chánh tinh tấn là chúng ta phải hiểu thấu hết con đường của nó, tức là phải có chánh kiến về một cái điều đó. Có nghĩa là tất cả những cái việc của thế gian, chúng ta muốn làm một điều gì mà điều đó phải được xác lập trên nền tảng của chánh kiến thì cái đó mới gọi là chánh tinh tấn. Còn thứ hai nữa là bây giờ bắt đầu chúng ta dụng công, thì có những người tinh tấn tu hành từ sáng tới chiều họ không buông lơi công phu, nhưng mà với mục đích là gì? Họ chỉ được định thôi, tức là mục đích của họ là dứt trừ tất cả những cái nghiệp, những cái vọng niệm ở nơi tâm thức của họ thôi. Thì điều này tinh tấn không? Quá tinh tấn đi chứ, phải không? Đối với chúng ta, một người từ sáng tới chiều bao nhiêu vọng niệm xảy ra đều biết, đều diệt trừ hết là quá siêu sức rồi chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà cái nhìn ở chánh tinh tấn này thì chưa được. Vì sao? Hồi trước giờ chúng ta đã có nhiều lần nói về cái sự thật, cái sự thật của mình. Như kỳ rồi chúng ta nói trong Tiểu Bộ Kinh có một cái câu mà Đức Phật nói là có cái không sanh đó, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra đó. Thành ra khi mà chúng ta dụng công để chúng ta diệt trừ tất cả những cái có này, để chúng ta đạt được cái không, với cái ý đó, với cái hiểu đó, thì như vậy là chúng ta có chánh kiến không? Có chánh kiến không nè, trả lời thiệt có chánh kiến không? Ra từ trước giờ có nhiều khi chúng ta dụng công chúng ta lầm lẫn, cứ nghĩ rằng bây giờ rõ ràng khi học Phật là chúng ta hiểu rằng bao nhiêu cái ý nghĩ ở trong đầu chúng ta nó làm che mờ cái tự tánh của mình, nó làm che mờ tự tánh của mình. Thì bây giờ muốn ngộ được tự tánh là phải diệt trừ hết tất cả những cái ý niệm đó, thì bắt đầu ra công dụng dụng hành để chúng ta tu hành, phải tọa thiền, phải nhập định thế này thế kia để chúng ta phải diệt trừ được. Làm cách nào miễn diệt được vọng niệm là chúng ta làm. Có một vị giảng là nói đến việc tinh tấn là nó rất là khó. Tại vì sao? Tại vì khi mà làm một cái công việc mà không rõ ràng, tại vì cái vọng niệm nó chợt có chợt mất và chúng ta phải diệt trừ nó, tức là chúng ta phải phải lập nên một cái sự chiến đấu mà từng giờ từng phút từng giây với vọng niệm để diệt trừ nó, thì đó là một việc rất là khó chứ không đơn giản. Mình diệt mình thì không phải dễ đâu, hơn nữa cái phương tiện diệt nó cũng lại là mình nữa, phải không? Và cái vọng niệm khởi thì nó là vọng không nói rồi, nhưng mà cái khởi để diệt trừ vọng niệm nó là gì, nó cũng là vọng nữa. Thành ra khó thiệt. Nếu ai đi bằng con đường đó thì phải nói là gian tuân, gian tuân. Cho nên khi chúng ta dụng công với mục đích để chúng ta dứt trừ tất cả những cái tạp niệm ở nơi tâm, điều đó không sai với đạo Phật nha.
Phải khẳng định như vậy, điều đó không sai với đạo Phật. Nhưng được xếp vào cái loại chánh tinh tấn trong đạo Phật thì chưa phải. Chưa phải à, điều này chúng ta phải xác định lại. Thành ra khi tọa thiền cũng là một pháp hội ngồi với nhau 100 người, nhưng trong đó chỉ có một vài người có đủ chánh kiến để tu thôi. Không phải là tất cả những người ngồi thiền đều đủ chánh kiến, phải không? Đều đủ gọi là chánh tinh tấn. Có những người họ nằm họ ngủ thức giấc gì họ đầy đủ chánh tinh tấn hơn mình mới là khổ. Đây là điều khi mà chúng ta tu thiền nó có những cái mà nó hơi nghịch lý, mà điều đó là cái sự thật. Thì khiến chúng ta học sâu rồi chúng ta mới thấy rằng có người họ ngồi thiền nhập định một đêm sáng ngày họ xả ra, nhưng với cặp mắt của người chuyên môn chưa chấp nhận đó là chánh tinh tấn đâu. Dù đã được nhập định suốt một đêm như vậy không có một vọng niệm này xảy ra, nhưng vẫn chưa phải, vẫn chưa phải chiếp, chưa chiếp đúng cái chánh tinh tấn ở trong đạo Phật được chưa. À, với cái nhìn chuyên môn thì cái đó phải được gọi là tinh tấn, thì có công phu đắc lực, có kết quả chấp nhận, nhưng mà được gọi là chánh tinh tấn thì chưa. Đây là cái điều phải nói, nó hơi khó. Thì có tới những cái dạng mà chúng ta thấy khi chúng ta tọa thiền rồi chúng ta được phát huệ, sau cái thời thiền xả ra chúng ta có kiến giải rất là thông, chúng ta hiểu biết về nhiều việc, nhiều thứ, nhiều cái chúng ta lý luận không ai bẻ lại mình. Có khi chúng ta tu thiền là chúng ta sẽ có được những điều đó. Lúc chúng ta dụng công nó có rất là nhiều chuyện, nhưng mà với một người tinh tấn trong đạo Phật thì buổi đầu khi chúng ta xác lập được cái chánh kiến trong lúc công phu như thế nào thì theo đó chúng ta làm. Và nếu có những cái nó khác với công phu đó là chúng ta loại trừ. Ví dụ như bây giờ một người Phật tử thường tình, nếu mà chúng ta gìn giữ mỗi một đêm một thời ngồi thiền, mỗi một đêm mà chúng ta đều đặn một thời, có dễ không? Có dễ không cái gì? Cũng hơi khó đúng không? Đối với công việc, cuộc sống của chúng ta thì không dễ gì mỗi đêm chúng ta giữ được một thời. Mà nếu như cái đêm đó chúng ta không ngồi thiền được thì coi như chúng ta không tinh tấn à. Như vậy là người cư sĩ rất là khó tu, phải không? Nếu chúng ta tính theo cái kiểu mà tinh tấn theo thời khóa thì bảo đảm là quý Phật tử nó sẽ có lúc ngồi được, lúc không. Thì như vậy là chúng ta không thể tinh tấn nổi. Nếu đi vào cái công phu đó thì coi như chúng ta không đủ xếp vào cái loại tinh tấn, phải không? Thì đó đòi hỏi chúng ta phải tu lại, phải gọi là lập cái chánh kiến lại trong cái tinh tấn này, để khi nào mà cái người Phật tử lúc nào cũng có thể tu được thì lúc đó mới gọi là tinh tấn. Chứ còn tinh tấn mà có lúc về lúc khác thì không được. Cái thứ hai nữa, trong cuộc sống thường tình, ví dụ như trong lúc chúng ta giao tiếp nè, trong lúc chúng ta làm ăn, trong lúc chúng ta gặp việc rắc rối, hoặc là trong lúc chúng ta gặp việc thuận lợi, những điều này chúng ta phải xác định. Tức là chúng ta phải xác lập cái chánh kiến trong cái việc tu hành. Có nghĩa là lúc gặp việc gì thì chúng ta cũng phải đủ chánh kiến để xử lý việc đó cho tốt. Thì như vậy mới gọi là tính tinh tấn, chứ không phải tinh tấn trong lúc chúng ta tọa thiền đâu. Ví dụ như chúng ta gặp một cái chuyện rắc rối về kinh tế, thì lúc đó chúng ta đầu tư hết cái tư tưởng, hết cái kiến thức của chúng ta để giải quyết chuyện kinh tế gia đình. Như vậy là lúc đó chúng ta chỉ lo làm ăn, không nói chuyện đạo lý gì hết, phải không? Như vậy được gọi có tu không? Chúng ta trả lời như vậy là người có tu không? Thật ra cái tinh tấn trong đạo Phật khi mà chúng ta nói ra chúng ta thấy nó lạ lắm. Chúng ta có thể khẳng định cái người đó đang tinh tấn được. Tinh tấn người đó đang tinh tấn á. Nhưng mà sao cái kết quả sau khi đầu tư để làm một công việc cho thành công, xong công việc đó rồi, xác định người đó tinh tấn hay không ở chỗ này. Có nghĩa là họ sau khi thành công rồi, họ thứ nhất là họ có tự mãn trong cái việc thành tựu của họ hay không. Họ thấy rằng họ làm thành tựu cái việc đó, họ có tự hào tự mãn hay không? Họ thấy rằng họ hơn mọi người hay không? Nếu có cái đó thì không được gọi là tinh tấn, phải không? Cái thứ hai nữa là họ có hưởng thụ sau cái thành quả đó hay không? Đây ngay cả những người tu vẫn bị, ví dụ như mình công phu mà được định đi, thì sau khi xả định họ thấy họ ngon hơn huynh đệ họ, vì cái thời này họ yên, huynh đệ vẫn bị dao động, thì cái đó nó khác rồi.
Tức là mang cái thời ngồi thiền đi đem rời khỏi cái bồ đoàn ra chỗ khác một bước thôi, thì người đó không phải là người tinh tấn. Người tinh tấn trong đạo Phật là người từng giờ, từng phút, từng giây gói gọn trong cái sự việc của họ không dư không thiếu, thì đó là người tinh tấn. Ví dụ như cái việc nấu cơm là chỉ gói gọn trong cái nồi cơm, nấu làm sao để cho chín nồi cơm. Bước qua tới chúng ta kho đồ ăn là chúng ta chỉ kho đồ ăn thôi, còn có cái chuyện nấu cơm qua tới cái nồi đồ ăn là không tinh tấn. Đây là chuyện phải biết. Ra cái việc làm ăn là chúng ta ngay cái phút chốc đó, ngay cái giờ đó, tức là giờ đó là việc đó chứ không có việc khác, không thêm không bớt, thì người đó đang gọi là tinh tấn. Xong việc đó rồi là xong ngay, không còn thêm không còn bớt cái gì nữa trong việc đó, thì người đó là người tinh tấn. Điều này là chúng ta phải thấy. Thì như vậy chúng ta mới tu được trong từng giờ, từng phút, từng giây, đúng không? Ngủ một giấc thức dậy là không còn cái chuyện ngủ nữa, không còn bất cứ một cái tạp niệm này, lúc này là lúc đang thức. Thì vậy là cả một đêm đụng đâu rớt đó cho tới thức dậy không còn vướng, phải không? Còn nếu như ngồi thiền mà bước ra còn vướng thì vẫn thua một người ngủ một giấc dài. Điều này đồng ý không? Đồng ý không? Ra ngủ cũng ngon, người ngồi thiền ở một cái chỗ là khi họ thức dậy là họ không còn chuyện gì. Dù là mộng đó họ đang làm vua trời, họ giật mình thức dậy, họ không hề có một cái niệm liên tiếp gì biết đó là mộng. Còn một người ngồi suốt một đêm dài thẳng xương sống nhưng mà xả thiền ra tự hào thấy mình đạt được định, hai người này thua, có hơn thua nhau ở cái chỗ sau khi kết thúc sự việc, phải không? Đây là chỗ để chúng ta phải thấy, phải có cái nhìn này ở trong đạo Phật thì như vậy chúng ta mới có thể tu được. Chứ còn nếu mà cái việc tinh tấn chỉ xếp dẹp hết tất cả mọi công việc, ngồi thiền, nhập định này nọ kia ở riêng nơi vắng vẻ để gọi là tinh tấn theo đạo Phật thì cư sĩ chúng ta không tu nổi, phải không? Cư sĩ dứt khoát là rất là khó tu. Thứ hai nữa là chúng ta phải nương vào cái chánh kiến ban đầu mà chúng ta đã xác lập về vô thường, về nhân quả, vân vân. Tất cả những cái đó thì chúng ta phải kèm theo cái tư duy để, hôm rồi chúng ta dùng từ là tư duy để ứng dụng vào cuộc sống thường tình. Bây giờ chúng ta làm việc này thì cái chánh kiến của việc này là cái gì? Chánh kiến việc này là cái gì? Chúng ta phải phải tư duy cho ra để chúng ta mó tay vào công việc đó, xong công việc là xong. Làm sao đó mà tất cả những công việc tu hành chúng ta được gói gọn, chúng tôi nói là gói gọn, trong từng sự việc nhỏ không hề dư, không hề thiếu, thì người đó là người tinh tấn. Thì như vậy là phút giây nào chúng ta cũng tu, đúng không? Phút giây nào cũng có sự việc mới và có trí tuệ mới để soi sự việc đó, và sau khi hết sự việc là có trí tuệ khi thấy sự việc đang hết, và chuẩn bị có sự việc mới là chúng ta chuẩn bị có trí tuệ mới. Tức là trí tuệ đó luôn linh động, luôn tiếp ứng, khế ứng từng giờ, từng phút, từng giây đối với từng sự việc trong cuộc sống này, và từng giờ, từng phút, từng giây đối với từng sự việc không vướng mắc, không dừng trụ, thì người đó là người chánh tinh tấn. Hay lạ hả? Cái chuyện mà của cái vị thiền sư, có chuyện của bà già Đốt Am, phải không? Chuyện bà già Đốt Am mấy lần trước chúng ta không tính, không tính lần cái câu nói sau cùng của ổng nè, câu nói sau cùng. Đây, cái chuyện này chúng ta kể nhiều lần rồi, thì điều này để minh chứng cái câu nói mình hồi nãy này nha. Tức là sau khi mà ổng đã bị bà già Đốt Am đuổi ổng đi rồi, ổng quay lại ổng tu thời gian nữa, bà già đưa đứa con gái vô thử, thì người con gái bắt đầu ôm ổng hỏi là ngay giờ phút này ông như thế nào. Ông trả lời là tôi biết, cô biết, đừng cho bà ấy biết à. Câu nói đó minh chứng cái điều mình mới nói trước đây. Có nghĩa là ngay khi cô xúc chạm tôi thì tôi và cô biết ngay khi đó, khi cô buông ra là chuyện đó không còn nữa. Nếu còn cô quay lưng ra, quay lưng ra mà chuyện đó còn trong đầu cô thì không phải, không phải. Tôi hiện giờ đang như vậy, tức là đụng là liền rớt, automatic tự động rớt, không có do bất cứ một công phu nào, không có phải quân quán, không quán cô vô thường, không quán cô bất cứ một cái điều gì hết. Nếu cô xúc chạm tôi biết cô đang xúc chạm tôi, cô buông ra là xong, tôi không còn xúc chạm cô nữa, làm mọi việc ngang đó dứt liền. Một câu nói vừa khẳng định vị trí công phu tu hành của vị thiền sư đó và vừa có ý khai thị cô kia. Nhưng mà có lẽ là cô kia không nhận, nhưng bà già biết. Bà già biết khi cô đó ra trình câu đó là bà già vô đảnh lễ ông này liền. Đó mới là vị thiền thi thực, tức là một vị thiền sư
nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, xúc chạm biết xúc chạm, không xúc chạm biết không xúc chạm. Tất cả những cảm giác của thân đều rõ biết, không lầm lẫn. Tất cả những cái giao tiếp với muôn duyên không được quyền lầm lẫn bất cứ cái duyên nào. Nhưng không chuẩn bị để tiếp duyên, và sau khi cái duyên đi không lôi kéo trở lại nữa, không lưu luyến, không có chấp trước nữa, thì đó mới là cuộc sống của một thiền sư. Thì như vậy bả vô bả lại đủ rồi. Ai mà nói được câu đó là đảnh lễ họ lại vừa. À, cho nên chúng ta mới nhớ lại cái câu chuyện của thiền sư đó, chúng ta mới khẳng định cái việc chánh tinh tấn ở trong đạo Phật lại. Thì điều này nói từ cái phàm phu cho tới những cái dụng công đạt được định này, định nọ, định kia. Phải không? Có những người cực khổ như chúng ta mà ngồi một đêm thì cái đó mà kêu xả ra rồi chúng ta quên liền, quên nổi không ta? Khó quên lắm, khó quên lắm. Vì vậy là sau khi xây lưng sự việc đó còn nơi chúng ta thì người đó đâu tinh tấn. Một việc ngồi thiền, ngồi thiền để chi? Để được giải thoát. Mà buông ra chúng ta vướng mắc trong cái thời ngồi thiền đó thì đâu phải là cái người tu giải thoát nữa. Thấy chưa? Chúng ta đứng khỏi bồ đoàn mà cái việc ngồi thiền chúng ta còn lưu trong đầu, còn thấy rằng mình tu được, tu không được. Thì vậy là chúng ta đang ngồi để tìm cách để chúng ta buộc chúng ta vào cái chuyện mới, chứ không phải là tu để giải thoát. Buộc chúng ta vào cái được định hay là không được định, vọng tưởng nhiều hoặc vọng tưởng ít, chứ chúng ta đâu phải tu giải thoát đâu. Và ngay khi người đó ngồi cũng là một cái hình thức trói buộc, phải không? Cho nên sao ra mới dính mắt, tức là cái nhân trói buộc thì bước ra ngoài cái quả nó mới bị vướng mắt, chứ còn cái nhân mà giải thoát thì ra ngoài cái quả nó sẽ được giải thoát. Vì vậy mà cái người tọa thiền phải coi lại mình, coi lại mình. Cái lúc chúng ta chuẩn bị tu, chúng ta tu cái gì? Khi chúng ta bắt đầu ngồi thiền thì chúng ta chuẩn bị tu như thế nào trong cái thời ngồi thiền này đây? Và điều thứ hai nữa, quý vị thấy nè, trước cái lúc chúng ta ngồi thiền, ngay cái lúc chúng ta ngồi thiền và sau lúc chúng ta ngồi thiền mà có khác thì chúng ta chưa phải là người chánh tinh tấn. Quý vị có khác không? Đây là chỗ phải thấy nè. Ví dụ như chuẩn bị ngồi thiền là chúng ta có tâm niệm khác, rồi ngay cái lúc mà chúng ta đang tọa thiền chúng ta có tâm niệm khác, sau khi xả thiền chúng ta có tâm niệm khác, phải không? Thì vậy là chúng ta có chánh tinh tấn không? Tinh tấn thì có nhưng mà chánh thì không. Như vậy chưa phải là chánh tinh tấn. Điều này nó hơi chuyên môn, đối với những người không tu thì chắc có lẽ là phải chấp nhận chịu ngồi kệ im im tay, chúng ta cũng có thể ngủ được. Nếu ai mất ngủ triền miên thì nghe mấy này dễ ngủ. Thì nói tới đây là bắt đầu chúng ta nói vào cái lĩnh vực thực sự chuyên môn để chúng ta gọi là khẳng định lại cái công phu riêng của mình. Từ trước đến giờ chúng ta tu như thế nào không biết, nhưng bắt đầu học những cái điều này là chúng ta bắt đầu học tới cái chỗ thực sự chuyên môn ở trong đạo Phật rồi. Rồi đòi hỏi chúng ta phải bàn nói về chuyên môn cho nhiều chút để chúng ta giống như củng cố lại cái thấy biết của mình trong cái lúc chúng ta công phu như thế nào đó. Thì cái việc tu tập chúng ta mới có kết quả, chứ nếu không thì chịu. Thì chúng ta dụng công mà, tôi nói là nha, người nào mà dụng công tệ lắm là 4 tuần. 4 tuần là hơi bị tệ rồi. Cái đáng lý là 1 tuần lễ thôi. Có dụng công trong 1 tuần lễ là bảo đảm có sự thay đổi. Còn dụng công mà quá 2 tuần lễ, 3 tuần lễ vẫn còn trơ trơ đó thì phải xem lại công phu. Đây là sự thật đó nha. Rất nghiêm túc mà nói với nhau. Nếu chúng ta dụng công quá 2 tuần lễ mà không có thay đổi gì, không có một sự tiến triển gì ở trong tâm thức, không có một nhận định gì, thì chúng ta phải xem xét lại công phu của mình. Xem xét hết đó. Do đó chúng tôi có cái suy nghĩ mai kia mốt nọ đó. Tại chúng tôi có ở trong những cái đạo trường mà đã cho chư tăng chuyên tu rồi, thì tôi thấy nó cũng có những cái hay, nhưng mà có những cái sau này chúng tôi sẽ nếu đủ duyên để chúng tôi thiết lập một cái khu thiền thất cho tăng ni và cư sĩ tu tập á, thì có lẽ nó khác hơn hồi trước giờ chúng tôi gặp. Không phải là muốn nhập thất rồi lại đảnh lễ ông thầy để cầu ông thầy chỉ dạy pháp tu xong rồi thôi vô trỏng mấy tháng mới gặp lại một lần. Qua kinh nghiệm công phu chúng tôi thấy cư sĩ thì chúng ta không thấy được điều này đâu. Nhưng mà đối với chư tăng chuyên tu ở đây, nếu mà quý vị nào
có duyên nghe được cuồng văn này thì nên xét lại công phu của mình. Nếu vào ngồi yên ở trong thất một tuần mà quý thầy không thay đổi là ra lại cái vị chủ trì đó xin chỉnh đốn lại pháp tu. Còn sau này tôi thì tôi có một cái hướng nó hơi khác. Ví dụ như bây giờ cho một cái vị tu sĩ đó nhập thất 3 tháng thì đầu tiên phải vô gặp riêng, tức là gặp riêng cái người coi cái khu thiền thất đó, cái người chỉ đạo cái khu thiền thất đó phải là người thực sự chuyên môn, phải biết hết tất cả mọi lĩnh vực tu hành, là hướng dẫn cái khu thiền thất đó là người đó phải biết. Trước khi họ vào nhập thất gặp riêng, nói chuyện riêng, tức là tra hỏi về cái kiến giải của người này để cái trình độ hiểu biết họ tới đâu, đưa họ cái pháp phù hợp ngang với cái trình độ đó để họ vào dụng công. Đúng tuần lễ phải gặp lại, một tuần lễ phải đi kiểm tra công phu của người đó. Nếu như kiểm tra họ có tiến bộ thì cho tiếp tục công phu nữa, nếu không cắt ngang không cho tôi. Bởi vì nó sẽ chai, dụng từ gọi là ngựa chạy quen đường cũ. Cái tâm thức chúng ta quen theo cái lối mòn hồi đầu, vô 3-4 ngày đầu nó buồn, nó buồn rồi khiến công phu chao đảo. Tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi nó quen ở cái cảnh yên á, cái tự động mình thấy mình yên ra. Yên ra nghĩ tu tiến bộ chứ không có. Yên với cái cảnh yên mà thôi. Chứ cũng chẳng tiến bộ gì đâu. Do đó mà nếu qua tới 10 ngày mà người đó không thay đổi gì thì thôi không cho nhập thất nữa. Chứ còn chúng tôi cũng có một số huynh đệ ngày xưa sống chung ở trong thiền viện, có những vị nhập thất tôi thấy 2 năm ra cũng còn nguyên đó. Và có một cái điều đau nữa là có một vị nhập thất ở cái khu vực thường chiếu cho tới 20 năm, sau khi ra thất bệnh thần kinh luôn. Đó là cái điều đau. Có nghĩa là ở trong khu thường chiếu nhưng mà không học theo pháp của hòa thượng, không chịu tu theo pháp của hòa thượng mà không có cái pháp tu riêng. Và cái điều nữa phải nói với nhau là nếu như chúng ta chưa có cái kiến giải đúng mức, tức là chưa có nắm vững đường lối công phu, thì chúng ta không được quyền ngồi riêng một mình để nhập thất đâu, mà buộc phải theo chúng để học. Chư Tăng cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Sau này quý vị có cái điều kiện để mà quyết tu quyết tử thì phải tìm một cái vị thầy thực sự chuyên môn, gọi là đối thoại với họ để tra vấn với nhau về công phu. Khi nào vị đó chấp nhận cho mình công phu được nửa tháng, một tháng hoặc 2 tháng thì mình mới được quyền. Và trong lúc đó phải nhờ vị đó kiểm tra mình. Sau 10 ngày nếu không thay đổi thì thôi lại Phật đi ra. Đừng có phát nguyện nhập thất dài hạn, không được gì đâu. Bảo đảm là không được gì, tại vì tôi gặp rất nhiều người rồi. Hồi tôi còn ở thường chiếu gặp một vị thầy nhập 12 năm ở dưới Đồng Tháp. Ơi ra lên ở đồng chúng nói chuyện nguyên thiên, chẳng một chút thiền định gì cả. 12 năm ở yên một chỗ không phải dễ. Thành ra đối với đạo Phật, biết thì mỗi bước mỗi thân cận mỗi gần, không biết thì càng bước càng xa. Cho nên cái khởi đầu của cái dụng công nó rất là quan trọng. Chúng tôi đặt nặng cái khởi điểm dụng công hơn là cái việc mà tu lâu hoặc tu mau, tôi không quan trọng. Người đó có cái quá khứ tu tập nhập thất gì đó thì tùy người đó. Nhưng mà khi gặp nhau hỏi một câu, họ có cái nhận định về cái điều đó đúng hay là không đúng, để xác định rằng kiến giải người đó tới hay là chưa, để biết rằng cuộc sống người đó đúng hay là sai. Đó là cái quan trọng, tức là có cái chánh kiến đúng. Thì dù dụng công kiểu nào cũng đúng, ngủ cũng được, thức cũng được, nằm võng, nằm ghế bố, ngồi thẳng sống, ngồi giữa ghế đai, gì cũng gọi là tinh tấn cả. Chứ không phải ngồi kiết già là tinh tấn. Đó là điều để chúng ta phải biết. Cho nên ở trong đạo Phật nó có những cái mà từ cái lĩnh vực mà bên ngoài, với những vị Phật tử chúng ta đi chùa lại Phật rồi tụng kinh thường tình đó, thì chúng ta thấy rằng có những người họ chấp nhận ngang đó thì thôi, điều đó chấp nhận là tại vì cái kiến giải của người đó không có hơn cái đó được thì họ chấp nhận, họ dừng ngang đó. Thì lại Phật tụng kinh một thời gian họ có trí tuệ thêm, họ có phúc báo tăng trưởng thì họ tính tới. Còn nếu không cũng phải chấp nhận ngang từng đó thôi. Còn nói về cái việc mà đi đến cái chuyện chuyên tu để đạt tới giác ngộ giải thoát thì buộc chúng ta phải xác lập lại rõ ràng để chúng ta đi tu như thế nào. Bây giờ chúng ta ví dụ như bắt đầu chúng ta tu là chúng ta phải nhận định cho rõ cái thân tâm của mình. Cái điều này hồi trước mình nói rồi. Chúng ta phải làm sao đó hiểu rõ về thân mình,
hiểu rõ về tâm mình và hiểu rõ tự tánh là cái gì. Ba cái đó chúng ta phải thực sự rõ ràng nha, mới bắt đầu vào dụng công được, chứ nếu không nó khó lắm. Tu mà mờ mờ không biết cái nào thật cái nào giả, khi bắt đầu đối diện với sự thật á, quý vị mà đọc Tề Thiên đến cái đoạn mà hai cái con khỉ Tôn Ngộ Không giống nhau, không ai nhận định nổi, chỉ trừ Phật thôi. Chỉ có Phật mới phân biệt được ai là Tề Thiên giả, ai là Tề Thiên thật, chứ còn cả tam giới này không ai biết cả. Tới lúc đó thì kẹt lắm, kẹt. Có những đoạn chúng ta công phu đến lúc chúng ta không biết, không biết là đúng là sai, chỗ này rất là nguy. Mà nếu chúng ta không có vị thầy chuyên môn thì chịu thôi, chịu thôi. Tới cái cửa ngõ mà giống như một áng mây gần mặt trời, nó rất là mỏng, nó rất là mỏng, như đủ sức để làm cho mặt trời không phát sáng. Nó cận kề ở mặt trời ghê lắm, nó giống hệt như mặt trời như vậy. Nhìn bình thường nếu không có áng mây mỏng đó, mặt trời sáng lắm, nhưng lúc đó cũng thấy mặt trời và thấy áng mây đó. Tới mức đó, cái phúc báo lớn của chúng ta thì chúng ta được gặp một vị thiền tri thức khơi mở chúng ta vượt qua. Còn nếu không, cái trí sáng nó vẫn sáng, nó vẫn soi sáng trần gian này, nhưng mà không có sáng thực, nó vẫn còn có một cái lớp mờ đó. Lớp mờ này rất là khó phá, rất là khó qua. Cửa ải này phải nói là rất nhiều người rớt lại, tại vì họ kiến giải giống nhau, họ vẫn nói thiền được, với đạo thiền họ giảng cũng được, với kinh điển đại thừa họ cũng giảng được, nói chuyện thần thông họ cũng có chút thần thông luôn nữa. Điều này làm sao phân định nổi, khó lắm. Tề Thiên thiệt có 72 phép thì Tề Thiên giả cũng đủ 72 phép, ai phân định nổi đây? Không phân định nổi rồi. Thế chỗ này là cái chỗ rất là tinh tế. Nó do đó mà chúng ta bắt đầu đi vào chuyên môn thì quý vị thấy nó có nhiều việc lắm. Cho nên trong lúc chúng ta công phu thì phải nói là từ cái buổi mà bắt đầu quyết định để đi cho hết con đường giác ngộ giải thoát, thì lúc đó chúng ta phải tự biết lại mình cái đã. Phải thật thà với chính mình, coi hiện tại mình hiểu cái gì, thấy cái gì, và dụng công này có đúng hay chưa. Đó là điều mà chúng ta phải coi lại mình nha. Phải thực sự nghiêm túc mà coi lại mình, đúng không? Bây giờ cái kiến giải mình ngang tầm này như vậy có phù hợp với cái đạo giác ngộ chưa? Như vậy có thể dẫn chúng ta tới cái việc dụng công, khi gặp những cái rút mắt, cái trở ngại, chúng ta vượt qua đủ chưa? Đủ hành trang để chúng ta đi trên đường giác ngộ giải thoát chưa? Nếu đủ chúng ta hãy dụng công tiếp. Còn thấy có một cái gì mù mờ, còn có một cái gì nghi ngờ là buộc chúng ta phải tìm cầu học hỏi, học cho nó ra hết tất cả mọi cái. Để chúng ta đi tới khúc quanh nào, chúng ta phải biết là chúng ta phải quẹo trái hoặc là quẹo phải. Chứ mà đứng ngã ba mà cứ chập chờn chập chữa rồi là cả như rồi, không kịp đâu. Cho nên á, học Phật mà muốn đạt được cái chánh tinh tấn thì buộc chúng ta phải xác lập được cái chánh kiến. Trở lại là chúng ta buộc phải xác lập chánh kiến để lấy nó làm nền tảng trong công phu. Khi mà quý vị thấy á, có những vị mà tu đến mức độ nổi tiếng, thời giảng cả 10.000 người, 20.000 người nghe, mà nghe một cách mê say hâm mộ, không phải đơn giản. Có luôn những cái năng lực bệnh hả, rờ tay lên đầu là họ hết bệnh nữa. Nhưng mà tới đó gọi là chánh tinh tấn nổi chưa? Chưa chắc đâu. Gần dùng từ là chưa chắc rồi. Có những cái lợi ích thiết thực mà giảng pháp ai cũng nghe hết, họ nghe họ mê say trong đó. Có những cái năng lực ở tự thân, có thần thông, có phép màu, nhưng mà được gọi là chánh tinh tấn thực thụ ở trong đạo Phật thì phải kiểm tra lại, kiểm tra lại từ cái chánh kiến, chánh tư duy dài dài cho tới chánh tinh tấn này, nó phải khế ứng. Tức là muốn đạt được những cái chỗ sâu màu, buộc phải giữ đúng bát chánh đạo, không hề có một sự suy chuyển nào. Nếu rời bát chánh đạo mà thực hành bất cứ công phu nào thì phải xem xét lại hết, phải xem xét lại hết. Đó là điều để chúng ta thấy. Thật ra hồi đầu mình nói bát chánh đạo nó quan trọng là vậy, mà thực sự là quan trọng. Cho tới khi thành Phật, bát chánh đạo nó dẫn chúng ta từ phàm phu cho tới khi thành Phật, chứ không đơn giản. Cho nên rồi
Khi mà chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta xác định là mình tu để rõ được cái tự tánh của mình, đó là một con người mà có cái hướng tu thiền tốt. Tức là khi chúng ta học hiểu một giai đoạn rồi, bây giờ chúng ta có đủ cái lòng tin ở nơi mình có tự tánh chân thật chưa, cái đặt tự xét lại coi có chưa. Nếu chúng ta đủ lòng tin đó, chúng ta mới được quyền đi vào con đường đó. Còn chưa thì phải học làm sao để cho đủ lòng tin nữa. Khi nào mà chúng ta tự rà xét lại mình, rõ ràng là dù trời mà có sập, đất này có lỡ đi, cái lòng tin nó không bao giờ bị xoay chuyển ở nơi tâm mình, thì lúc đó chúng ta mới được đi vào con đường gọi là đi vào con đường thiền tông, được tập tỉnh đi lên con đường đó thôi, chứ chưa phải là người tu thiền tông đâu nha. Người tu thiền tông nó còn khác nữa. Thì như vậy chúng ta mới được quyền nhắm hướng tới con đường thiền tông. Còn nếu chưa thì thôi vậy. Phải thấy được thân này, tâm này là quyển giả chưa? Hai cái đó chúng ta phải khẳng định một cách rất rõ ràng. Phải khẳng định ở nơi mình thực sự đủ lòng tin, và phải thấy được tất cả những cái của trần gian này nó thực sự không thật. Chỉ có tự tánh là cái chân thật, bất sanh bất diệt, là cái mà mình nương tựa, là cái mình quay về, là cái mình phải thể nhận ra. Khi khẳng định được điều đó ở nơi lòng rồi, thì tất cả những cái không phải là đó thì chúng ta tự động không vướng mắc, chứ không loại trừ, không có diệt, không có khử nha. Bây giờ khi chúng ta có đủ lòng tin đó rồi, chúng ta xác định cái đó nó như thế nào ở nơi cuộc sống hiện tiền này, phải không? Cái tự tánh là cái gì ở nơi mắt, là cái gì ở nơi tai, là cái gì ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý của chúng ta. Tự tánh là cái gì? Có mặt ở nơi đó hay không? Hay là chúng ta diệt trừ hết mấy cái này thì cái đó nó mới lòi ra? Đây là điều chúng ta phải thấy này. Nếu mà không có tự tánh thì bảo đảm là không có cuộc sống này. Nếu có cuộc sống này tức là đã có tự tánh. Do có tự tánh mà có cuộc sống này, do có cuộc sống này cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta có tự tánh. Phải biết như vậy. Thì như vậy ở nơi mắt chúng ta đang thấy, thì cái gì nó thuộc ở lĩnh vực của tâm thức, của thân căn ngũ uẩn, cái gì nó vượt thoát thân căn ngũ uẩn, điều này chúng ta phải nhận định ra. Khi nhận định ra được điều này rồi thì chúng ta được quyền thoải mái trên tứ quan nghi, vẫn rớt vào chánh tinh tấn của đạo Phật. Bây giờ từ xưa giờ chúng ta thấy là chúng ta nói lại như cũ nè, chúng ta khẳng định, có chút khẳng định, tức là mình đang thấy, đúng không? Phải không? Mình đang thấy và vật bị mình thấy, tức là khẳng định nơi mình và khẳng định sự vật, đúng chưa? Có nghĩa là có ngã và có pháp trong lúc chúng ta thấy. Vừa mở mắt là chúng ta có hai liền, phải không? Mà đã là hai tức là cái sanh diệt không phải tự tánh. Chúng ta khẳng định với nhau điều đó. Dù phân biệt gì, ví dụ đây là cái đồng hồ. Bây giờ chúng ta chưa có biết tới cái tên đồng hồ, chưa nói tới cái niệm mà thấy đây là đồng hồ nha. Niệm đây là đồng hồ nó qua quá nhiều lớp, quá ngàn, phát mấy ngàn lớp rồi. Bây giờ tôi thấy trước cái đồng hồ đó nữa, trước cái tên đồng hồ đó là cái này và cái khoảng này nó khác nhau thôi. Thấy chưa? Tức là cái tạm hiện giữa sắc và không khác nhau thôi. Ở chỗ này quý vị để ý một chút nè. Chúng ta gắng cố gắng để nhận định cái này. Tức là chúng ta biết trước cái danh từ của sự vật một chút. Chúng ta đi ngược lại, đi ngược lại một tí. À, khi thấy một sự vật mà chúng ta không biết tới tên tuổi, ví dụ như bây giờ quý vị nhìn thấy tôi là thấy vậy thôi, chứ đừng có đó là ông thầy, còn thêm thầy tệ hải gì nữa, đừng ngang chỗ thấy một đống sờ sờ này được rồi. đừng có danh tự gì nữa. Chỗ này là chỗ chúng ta hết sức nghiêm túc rồi, để chúng ta thấy được cái gì nó thật, cái gì nó giả. Cái chỗ đang thấy đó, cái chỗ đang thấy mà chưa tới danh tự là cái gì đó, là nó trước cái danh tự một bước, là chỗ danh tự chúng ta không nói. Thấy không? Thấy cái chỗ trước danh tự đó. Rồi cái chỗ trước khi có cái phân biệt là cái chắc và cái không này, chúng ta lùi lại một bước nữa đi. Lùi lại một bước nữa. Tôi là thấy thụt lùi. Chúng ta thụt lùi lại một chút nữa để chúng ta thấy rằng
có cái gì đó nó thấy trước khi có sắc và có không. Cái đó không nằm nơi sắc này, cũng không nằm nơi không này, đúng không? Mà nó thấy được sắc và thấy được không này. Ngay nơi cái thấy nó có cái đó. Có nghĩa là lúc đó cái ngầm nhận khác biệt giữa sắc và không vẫn có xảy ra. Chỗ này chịu nổi không ta? Chịu nổi không? Để chúng ta tìm ra được lẽ thật trong cái thấy cái nghe của mình. Bởi vì từ xưa giờ nó quen thấy là khẳng định mình và sự vật liền. Còn bây giờ thôi, không có chuẩn bị cái khẳng định đó nữa. Thấy nó trước nó luôn. Thấy mà làm sao đó dứt được cái danh của sự vật đó này. Tập, chúng ta phải tập. Giờ thấy đừng có đọc nó là cái tên gì, thấy cái cột thì thấy trước cái cột luôn. Thấy trước, đừng có hiện cái danh cái cột nữa. Chúng ta trước đó chúng ta vẫn có cái rõ biết nha. Và trước cái danh cây cột là một sự vật hiện hữu, chúng ta vẫn có cái rõ biết đó nữa mà. Thấy chưa? Khi nào mà mở mắt ra chúng ta đang rõ, không khẳng định là mình thấy hoặc là mình nghe nữa nha. Chỗ này nữa nè. Chỗ này nó bước thêm một bước nữa nè. Chúng ta hay ra được một việc, một cái gì đó mà nó đang có mặt một lượt, đúng chưa? Nhưng không phải là không phải riêng ở chỗ thấy, cũng không phải riêng ở cái chỗ tai mà nghe âm thanh. Cái đó nó có mặt cùng một lúc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Chứ không có ở riêng ở mắt, không có ở riêng ở tai. Cho nên nó có. Mà nhận cho ra được điều này để chúng ta biết cái thực và cái không thực. Cái thực nó luôn hiện hữu như vậy. Sau đó nó bắt đầu cái này là sắc, cái này là sắc thuộc lĩnh vực của mắt để thấy, cái này là âm thanh thuộc lĩnh vực của tai để nghe. Thấy chưa? Chịu nổi chỗ này không ta? Có được cái này mới được gọi là cái gì, gọi là kiến giải hiện tiền, tức là cái thấy biết hiện tiền hiện tại ở nơi đó mà thôi. Cho nên khi mà có những cái lối ngôn ngữ nó là thấy như vậy mà thấy, nghe như vậy mà nghe, chưa nữa, thấy như vậy vẫn là thuộc về mắt, nghe như vậy vẫn thuộc về tai. Không đơn giản đâu. Cái này nó còn tới hơn chút nữa. Khi đó cái hay biết không phải là mắt, là tai, nhưng nó hiện ở nơi mắt, hiện ở nơi tai. Thôi nói ngang đó thôi, không nói nữa. Ngang đó rồi. Thì ngang đây chúng ta phải nhận cho ra nha. Đến một lúc nào đó chúng ta công phu mà không theo cái quen thấy, quen nghe nữa, mà có cái hay biết ở nơi thấy và nơi nghe, thì chúng ta biết rằng chỗ đó nó hơi khác với chỗ bình thường. Nó không phải cái quen thấy để mà thấy, không phải cái quen nghe để mà nghe, mà là thấy rõ, nghe rõ. Cái này hiểu không được, không cho hiểu. Cái này không hỏi hiểu, nhưng mà chỗ này chấp nhận được hay không, không được thì cứ để yên đó. Chỗ này là chỗ quan trọng nha. Không dùng cái đầu để hiểu được đâu. Đầu để hiểu được đâu. Mà đến một cái lúc nào đó quý vị phải vừa thấy vừa nghe vừa tất cả mọi cái hay biết trên lục căn một lượt, không trước không sau một sát na, mà rõ khắp hết tất cả mọi cái, thì lúc đó là lúc chúng ta ngộ thánh. Chứ đừng có nói từ trước đến giờ là ở nơi sắc không có vướng mắt, nơi sắc là sắc tức thị không, không dám đâu. Ngang cho đó là chưa có tới rồi, sắc tức thị có rồi. Ở nơi sắc đã khẳng định nó là sắc, tức là có sắc. Thật ra muốn biết sắc không thì phải vượt khỏi sắc không một cái đi. Cho nên nói Bát Nhã, nói lý sắc không cũng nhiều người nói lắm, nhưng mà phải nói một câu với nhau nghe hơi mít lòng là chưa tới, vì vẫn còn lẩn quẩn nơi sắc và nơi không. Chưa có một lần bước khỏi sắc không để nói về nó một câu nghe nè. Chưa có. Thì khi nào chúng ta có một lần thành sắc thành không thực sự, thì lúc đó mới được quyền nói sắc không. Đây là chỗ mà nó hơi khó. Thành ra khi bây giờ chúng ta còn thấy bằng mắt, còn nghe bằng tai, để chúng ta phân biệt ở nơi sắc và phân biệt ở nơi âm thanh, thì khi đó chúng ta còn thấy theo lối mòn của lục căn, thấy theo lối mòn của tâm thức, chứ chưa phải là cái thấy của tánh. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là sao? Vẫn còn cái khăn trong sáu căn,
vẫn biết rằng ánh sáng ở trong nhà nó chiếu ra mấy cửa sổ, đúng không? Nhưng mà vẫn do nơi chỗ này để mà thấy, do nơi chỗ kia để mà nghe, thì không được, vẫn còn bị kẹt trong cái khăn của sáu căn đó. Cũng ở nơi đó mà vẫn thấy nghe như vậy, nhưng mà chúng ta hay ra cái ngọn đèn đang cháy để tỏa ra sáu căn, chứ không phải chúng ta hay ở nơi căn đó. Hai cái đó nó khác nhau nha. Khác nhau nha. Khác nhau đó. Cửa sổ tròn thì nó hiện ra bóng sáng tròn, cửa sổ vuông nó hiện ra bóng sáng vuông. Nhưng chúng ta không nhận ở cái bóng vuông, bóng tròn ở nơi cửa sổ đó, mà phải nhận được cái nguồn sáng nó tỏa ra để nó sáng hết sáu cửa đó đó. Cái đó mới không lệ thuộc trong sáu cửa kia, phải không? Chỗ này là chỗ của mỗi người tự nhận ra. Tới đó rồi, tới đó là hơi quá trớn rồi này. Hơi quá trớn. Tức là sắp sửa tới tử ngữ rồi, ngang đó dừng để nói câu nữa chết luôn. Thì đây là chỗ mà chúng ta phải khẳng định lại với nhau cái gì? Từ trước đến giờ có rất nhiều người ngộ đạo nửa vời. Phải dùng cái từ vậy, ngộ đạo, gọi là ngộ đạo nửa vời, nó hơi mến lòng. Nhưng mà có những người nói là tôi thấy mà tôi không phân biệt thì thấy đó là tánh. Xin lỗi, chưa phải. Xin lỗi một câu là chưa phải như vậy đâu. Bị lầm rồi đó. Thấy mà không phân biệt là vẫn là cái thấy của thân căn ngũ uẩn. Nghe không phân biệt vẫn là cái nghe của thân căn ngũ uẩn. Thì cái nghe đó chưa phải là tánh, vẫn còn bị lệ thuộc trong sáu căn này. Đó là cái sự thật. Để gì? Để nói lên cái điều gì? Khi một người chánh tinh tấn rồi thì quý vị thấy là như lũ ngũ tổ ngài nói là cái người thấy tánh thì quơ đao song trận cũng vẫn thấy tánh. Có nghĩa là trong mọi thời, mọi lúc của người đó ở nơi lục căn luôn hiển hiện tự tánh. Luôn hiển hiện tự tánh. Thấy tánh không có nghĩa là quay lại để nhìn, không có nghĩa là quán lại để nhận định, không phải như vậy nữa. Không phải quay lại để mà khi thấy rồi chúng ta quay lại chúng ta nhận chúng ta có cái tánh thấy. Điều này không phải nha. Điều này không phải. Không phải như cái từ trước giờ không biết có ai giảng như vậy chưa, nhưng mà nếu như có người giảng như vậy thì chúng ta phải xét lại. Không phải thấy để chúng ta quay lại chúng ta biết rằng chúng ta có tự tánh, không phải vậy đâu. Thấy là ai rồi quay lại là ai để biết được mình có tự tánh là ai nữa? Nó nhiều quá, nhiều ai quá thì không phải. Có một cái một à. Làm sao mà ngay nơi thấy là tánh thấy? Tánh luôn luôn hiện nơi cái thấy. Cái tánh làm cho chúng ta thấy, cái tánh làm ra cho chúng ta nghe. Thì vậy ngay khi đó là như vậy. Trong mọi thời, mọi lúc là như vậy. Thì người đó gọi là người chánh tinh tấn. Trước đó không có, sau đó cũng không được. Ví dụ như bây giờ trước âm thanh Phật tôi nói ra thì không có cái âm vang Phật đó đâu. Và sau cái tiếng Phật tôi nói vừa dứt, nó không còn. Chúng ta phải nghe tới sự thật ở chỗ này. Lúc đang nghe đó thì giữ quý vị và cái tiếng Phật đó đó, nếu còn khác, còn khác thì cái nghe đó là cái nghe của ý thức. Cái thấy giữ quý vị và sự vật còn có khác thì vẫn còn cái thấy của ý thức. Nơi lục căn mà tiếp xúc với lục trần còn có sự cách biệt, còn có cái gì đó nó chen chiến giữa, thì cái đó vẫn còn lãnh vực của ý thức nha. Điều này không biết hiểu nổi không? Hiểu thì chắc không nổi rồi. Hiểu thì không nổi. Nhưng mà không hiểu thì nổi đó. Không hiểu thì mới có khả năng thừa đương. Tức là chỗ này mà chúng ta phải nghiêm túc với nhau, nói một câu là phải chết thực sự. Chứ còn chúng ta còn ngoạ ngoại để sống thì cái thân này, thân căn ngũ uẩn còn sử dụng theo cái lối mòn cũ. Còn sử dụng theo lối mòn cũ. Phải chết đi, phải buông mình chết một cái để cho Phật tái tạo mình trở lại. Tức là thành con người mà Phật sanh chứ không phải cha mẹ mình sanh nữa. Thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy mọi cái trọn vẹn. Phật sẽ sanh mình trở lại, mình đẹp hơn chút. Chứ không phải như vậy đâu. Cái thấy nghe của mình nó trong sáng hơn chứ không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu. Thấy vẫn thấy bình thường mọi cái vậy, nhưng mình rất trong sáng, thấy rõ hơn, thấy sâu sắc hơn, chính xác hơn, tinh tế hơn, linh động hơn, trơn tru hơn, giải thoát hơn. Chứ không còn có phải dụng công để giải thoát nữa. Một người mà sau khi nhận biết được tự tánh rồi, dùng từ không dụng công thì không phải, nhưng mà người đó không dụng công được. Nói không tu thì không đúng. Nhưng mà người đó không còn dụng công được nữa. Không dụng công nữa.
không biết thầm tà ma ngoại đạo gì không biết, nhưng mà bảo đảm là nếu người đó thực sự mà ngộ tánh rồi thì không còn cách nào để dụng công được đâu. Giống như một người mà giật mình thức dậy rồi quay lại để đánh thằng giặc trong giấc mộng, không làm được, cũng không ai rảnh làm chuyện đó, phải không? Khi mà người thức dậy bước xuống giường rồi, trời, hồi nãy đó nó ăn hiếp mình giờ quay lại phải đánh nó, cái thằng mà nó ăn hiếp mình trong giấc mộng giờ phải quay lại giết nó, làm được chuyện đó không? Không được đâu. Cả trần gian, cả tam giới này, khi một người ngộ tánh là thấy in tuồn như giấc mộng, không khác. Chứ còn nếu thấy khác như trong giấc mộng thì biết rằng chưa có cặp mắt gọi là tuệ nhãn đâu, chưa có cặp mắt đó đâu. Và chưa có cặp mắt đó thì không có nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát được, vẫn còn vất vả gian tuân lắm. Và khi mở được cặp mắt đó rồi thì trong mọi thời mọi lúc trong cuộc sống này là luôn luôn khế ứng với từng sự việc trong cuộc sống, đụng ở đâu thì tự động rơi rớt tới đó, không gia công dụng hạnh bất cứ giờ phút nào. Trước khi ngồi thiền cũng vậy, khi ngồi thiền cũng vậy, sau khi ngồi thiền cũng vậy, không khác. Lúc thức cũng vậy, cũng ngủ cũng y vậy luôn. Thức á, đụng việc cũng rớt, ngủ xong giấc ngủ rồi cũng xong, không còn dính cái gì. Thì đó mới gọi là đại tinh tấn. Tức là trong suốt 24 tiếng đồng hồ chúng ta không hề bị vướng được. Không vướng được nha, chứ không phải là chúng ta dụng công để không vướng, hai cái này nó khác nhau nha. Tôi nói rõ ràng là suốt 24 tiếng đồng hồ chúng ta không vướng mắc được, chứ không phải suốt 24 tiếng đồng hồ chúng ta dụng công để chúng ta không bị vướng mắc, hai cái đó nói khác nha. Thì như vậy mới được gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tới ngang tầm đó mới được gọi là chánh tinh tấn trong đạo Phật đó. Dù có nhập định 1 triệu năm buông ra là ngay khi đứng dậy, ngay khi vừa xả định là xong rồi. Cái chuyện định đó là cái chuyện của định. Khi xả định là cái lúc này không còn định nữa, không có dính gì với cái chuyện nhập định mấy triệu năm kia, thì đó mới gọi là chánh tinh tấn. Còn nếu nhập định được 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 3 ngày sau cũng còn nhớ thì không phải rồi. Không phải là đứng dậy. Đứng dậy còn là không phải rồi. Đó, cho nên bây giờ chúng ta xác định lại cái chánh tinh tấn trong đạo Phật. Có nghĩa là nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, đến khi nào đó mà tự động nó trơn như mở, thấy bên phải là cái này thì xoay qua bên trái là cái này, chứ cái này không còn mang theo nữa, đúng không? Rồi ngước lên thì là nóc nhà, nhìn xuống là cái nền, chứ còn ngước lên thấy nóc nhà, nhìn xuống mà cái hình bóng của cái nóc nhà để che mờ cái nền này là không phải. Thì như vậy người đó rất là có cuộc sống, bắt đầu linh động và trí tuệ bắt đầu phát sanh từ đó. Thì khi nào trong mọi thời mọi lúc mọi giây mà lục căn chúng ta không còn vướng được với lục trần, tức là chúng ta sanh được cái kiến giải đó nha, chứ không phải chúng ta hiểu, mà tự động nơi mình có một lúc nào đó do cái thấy biết gì để chúng ta thay đổi kiến giải từ trước đến giờ, để chúng ta thấy chúng ta không còn dính được, chứ không phải chúng ta hiểu để chúng ta không dính sự vật nha. Không phải như vậy nữa. Không phải chúng ta hiểu là do sự vật nó vô thường, nếu hiểu vô thường thì cũng không dính luôn. Nhưng mà không cần tới kiến giải hiểu vô thường nữa, không cần tới kiến giải nó là duyên hợp nữa, không cần tới cái kiến giải nó là tự tánh không nữa. Mà khi thấy, ngay khi thấy là xong liền, ngay khi nghe là tự động automatic nó xong liền, và nơi lòng sanh cái kiến giải không vướng mắc được, tự động chúng ta sanh được cái kiến giải đó nơi lòng của mình, chứ không phải do công phu, không phải do quân quán nữa. Thì như vậy đi đứng nằm ngồi là tự automatic, tức là như ngài Lâm Tế nói là tùy thời giải thoát, bất cứ thời điểm nào, bất cứ giờ phút nào là chúng ta luôn luôn hiển hiện cái đạo lý giải thoát. Thì như vậy thì được gọi là chánh tinh tấn trong đạo Phật. Tới ngang tầm đó, chánh tinh tấn phải tới đó. Còn tinh tấn kiểu nào nữa thì chúng ta không bàn, tại vì nhiều quá, nhiều kiểu tinh tấn lắm. Ở trong đạo Phật thì dụng công rất là nhiều, có rất là nhiều cái chuyện mà ở trong tinh tấn nó cũng vui lắm. Chúng tôi nhớ có một lần, đây là cũng có chuyện hơi thật nè, chuyện thật mà nói về tinh tấn của mấy thầy. Có một thầy phát nguyện tu là ngộ đạo rồi là dùng thần thông để bay ra ngoài luôn. Cho nên rồi vào trong trong á, vào bên trong
nhờ người bóp phá ở ngoài lại, bóp ổ khóa phá trái ngoài cửa, móc một lỗ tường để tới giờ cơm nhét cơm vô ăn thôi, không ra ngoài nữa, không thấy trần gian này cái đường, không có dướng mắt cái gì, phát nguyện tu cho tới thành đạo. Thì ba ngày đầu đưa cơm vô, ông cũng nhận cơm ăn bình thường. Tới ngày thứ tư đưa cơm vô cái, tới qua ngày sau vô lấy thấy cơm còn nguyên. Cái người hậu thất nghĩ, trời ông thầy này chắc tinh tấn giữ cái tà tu, giờ bữa nay bắt đầu cũng nhập định rồi, ông thất ăn cơm rồi. Ngày thứ hai để cơm vô, xách mình cơm ra lấy cũng còn nguyên nữa. Ông này sao nhập định lâu dữ, không xuất tiền ra để ăn cơm. Ngày thứ ba cũng thấy, ủa sao không ăn cơm nữa. Thế do mấy thưa thầy trụ trì nói, trời ông sư huynh mấy ngày nay không ăn cơm, thầy không biết là ông nhập định hay không làm gì trống, con không rành. Thầy trụ trì nói, bây giờ đâu vô, ông ngay cái lỗ thất, ông nhìn vô ông coi cái đó. Nhìn vô thấy ông biến mất tiêu rồi, không biết là ông nhập định rồi ông biến sao. Quay tới bên lưu nhìn trong nhà trống lắm, rỡ nó nhà trốn nó mất luôn. Thôi chuyện đó có thiệt trong cái làng tu á nha. Có ở tại khu vực Thường Chiếu có một quý vị cũng giống trường hợp đó. Vị này cũng có một cái thời lãnh đạo làm tri sự ở thiền viện, cũng ngang cái thời tôi trong khoảng năm 92 là thầy có làm tri sự đó. Thầy cũng nhập thất trong tình trạng đó. Mà đó thì cũng thấy đóng cửa vậy, đóng cửa mấy ngày vậy. Tới rồi thầy trụ trì Thường Chiếu không biết là lúc đó ai kiểm tra không biết, thì khi mở cửa thất nó mất tiêu rồi không biết ông đi đâu. Mấy tháng sau nghe về tới Vĩnh Long chứ. Vị mà phải nói là chúng lớn, lãnh đạo một thời ở thiền viện là làm tri sự cũng mấy năm á. Không có những cái trường hợp như vậy. Thật ra tinh tấn cũng có nhiều người phải nói là có khát miệng dũng mãnh lắm, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra lại ở cái điều là thứ nhất là cái kiến giải về về thân, về tâm, về tự tánh của mình phải rành, chúng ta phải thấu hiểu. Thứ hai là trong giai đoạn mà chúng ta học thì chúng ta phải tìm được những vị chuyên môn thực sự. Tại vì trong lúc dụng công không đơn giản, không có xuôi chèo mát mái như kiểu chúng ta đi trên đường như vậy đó, muốn đi đây tới Sài Gòn đi có qua phà trục trặc gì chúng ta cũng tới, không phải như vậy đâu. Nó có rất nhiều cái ngõ rẽ, có những cái mà nó đạt được, nó thành tựu ở giữa đường đó, gọi là có hoa thơm cỏ lạ giữa đường khiến cho hành giả bị trói. Như là một thời gian tự động nổi tiếng ghê gớm, tự động mình sanh kiến giải không ai bằng mình, mà thiệt trên lý luận là không ai bằng mình. Rồi khi mình giảng thuyết mình cũng hấp dẫn được quần chúng, nhiều người nghe, danh tiếng mình lừng lẫy, rồi cơ sở vật chất mình nó hơn lên, rồi quần chúng mình nó đông thêm, ví dụ gì mình làm lợi lạc cho hàng ngàn hàng muôn người. Nhưng mà chưa chắc, nói lại như hồi nãy là không chắc. Khi nào người đó thực sự trong đi đứng nằm ngồi không lầm lẫn nơi các pháp mà không vướng được, thì lúc đó mới có thể nói tới cái chuyện tánh tinh tấn để đi tới chánh niệm chánh định sau này. Còn chưa được như vậy thì không có khả năng tới chánh niệm chánh định đâu. Thì cái cửa chánh tinh tấn này là cửa ngõ để đi vào chánh niệm chánh định đây. Do đó người dùng công tu mà ở cái mức độ mà còn bị vướng, ví dụ như bây giờ chúng ta dùng công, chúng ta có nhập định được rồi, chúng ta xuất định thì chúng ta vẫn bị vướng trong đó. Hoặc là nơi mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe tiếng mà chúng ta còn bị vướng mắt, còn bị phân biệt thì khó có thể đưa chúng ta vào định lắm. Ra buộc phải một là cái người hành giả đó phải nhận ra được tánh, mà chỉ có con đường nhận được tánh mới có thể thoát khỏi tam giới này. Ngoài cái đường nhận tánh ra thì không còn đường thứ hai. Chúng ta dụng công đến mức độ nào đó, trí tuệ chúng ta đủ để chúng ta cũng phải ngộ tánh, tới cái mức đó thôi. Khi ngộ tánh rồi thì chúng ta mới thấy cái sự thật của trần gian này như thế nào. Cho nên hồi nãy chúng ta nói ở cái chỗ là khi nhận định đúng sai nơi lục căn để làm chi? Để chúng ta tập đặt cái cuộc sống mình vào cái chân trời kia. Có nghĩa là bây giờ thì mình không biết cái kia là cái gì, cho nên dùng từ là đặt cuộc sống mình vào cái chân trời tự tánh thì nó cũng hơi quá, mà không đúng sự thật. Chỉ một cái là mình thôi đi những cái không giống cái chỗ kia, hiểu không? Cái nghĩa là không tiếp tục, ví dụ như giờ mắt thấy sắc mà theo lối mòn của tâm thức cũ là chúng ta không tiếp tục nữa. Thì như vậy là
tất cả những cái không phải tự tánh thì chúng ta không tiếp tục. Thì chúng ta dùng từ giống như chúng ta sống trở về với tự tánh vậy, phải không? Nó giống giống cái nghĩa nó giống nhau, nhưng mà từ chối đối với tất cả các pháp thì cũng không phải. Đấy. Làm sao đó mà nơi cái thấy, nơi cái nghe của mình trong từng giờ, từng phút, từng giây mà trái với tự tánh, chúng ta không tiếp tục, chúng ta không tiếp tục nữa. Chỉ vậy thôi, không tiếp tục để sai trái với cái sự thật nữa. Nếu như có một cái gì sai trái sự thật là chúng ta không tiếp tục, mà giờ nào, phút nào, giây nào cũng như vậy, thì vậy thì chúng ta bắt đầu sống đúng. Hồi nãy chúng ta đã nói rồi phải không? Trong cái thấy thì trong cái thấy mà như thế nào là cái thấy của tâm thức, như thế nào là cái thấy của tự tánh rồi, phải không? Trong cái nghe cũng vậy. Chỉ vậy là khi chúng ta đi về, bắt đầu chúng ta áp dụng vào cuộc sống thì chúng ta tập thấy, tập nghe như vậy. Thế mà xây lưng nữa còn là không phải, nghe mà xây lưng nữa còn là không phải, vậy thôi. Biết nó rõ ràng không phải là tự động chúng ta sẽ phải. Yêu cầu biết sau khi thấy, sau khi nghe, ngay khi thấy và sau khi thấy đó mà nó còn là không phải. Chưa nói tới cái phân biệt đúng sai hay dở, buồn thương giận ghét, đó là nó thô lắm rồi, phải không? Chuyện đó chúng ta không bàn thêm. Do đó mỗi người chánh tinh tấn là từng giờ, từng phút, từng giây khi lục căn tiếp xúc với lục trần, trái với cái sự thật thì chúng ta không tiếp tục dung phân bồi nước nó nữa. Vậy thôi. Trước khi nghe âm thanh không cần chuẩn bị, tập chi? Tập như vậy để cho cái thức của mình nó nghỉ ngơi lần lần. Đây là chỗ mà để cho chúng ta nó mau khế ứng với cái chỗ chân thật kia. Thấy là thấy một cách vô tư, đừng chuẩn bị để thấy cái gì nữa. Đừng chuẩn bị. Quý vị không chuẩn bị, quý vị cũng rõ ràng đang thấy mà. Đừng chuẩn bị. Và khi ngay khi tiếp cận cái sự vật thì cũng không nên khẳng định mình và sự vật. Tập như vậy cho nó quen đi. Thì tự động chúng ta sẽ hòa vào trong kia. Khi đó chúng ta mới bắt đầu từ chỗ đó chúng ta nhìn ngược lại. Lúc này thì chúng ta tập như vậy thôi. Tập như vậy. Và phải khẳng định rõ ràng một điều ở nơi lòng mình. Tự tánh không phải là sự phân biệt. Tự tánh không phải là sự phân ranh giữa mình và sự vật. Tự tánh thì không có ngã và vô ngã trong đó. Tự tánh không phải có cái mình thấy và sự vật đang thấy. Tự tánh không có cái sự chuẩn bị và không chuẩn bị trong đó. Không có. Không tất cả những công phu mà là tất cả những công phu đó. Thì đó là cái thấy biết của tự tánh. Không phải phủ định mà cũng không phải khẳng định. Đây là cái điều kỳ mà theo cái kiểu toán học nó cũng chịu mấy cái nhà mà mấy cái vị mà gọi là cái đầu óc nó có tính pha học, họ không chấp nhận được điều này. Nó không phải là sắc, không phải là không, không phải là có, không phải là không có. Mà ở nơi có nó cũng có mặt, ở nơi không cũng có mặt. Nơi không phải có, không phải không nó cũng có mặt. Mà nó không phải là có ở nơi có và nơi không. Kỳ cục, không hiểu nữa. Không hiểu. Nói gần gần như ba phải mà không phải. Phải thì tất cả mọi cái đều phải. Mà nói đứng ở chân trời không phải thì không có cái gì phải cái đó hết. Đây là cái điều lạ. Mà sự thật thì không có cái gì là tánh. Giai đoạn chúng ta dụng công là như vậy. Giống như từ chối hết tất cả mọi cái. Nhưng rồi khi chúng ta thấy tánh thì tất cả mọi cái đều là hiển hiện của tự tánh cả. Tất cả tam giới này không có cái gì không phải là sự hiển hiện của tự tánh. Thì khi đó là chúng ta đã thấy cái gì rồi. Thì lúc đó là mỗi người tự cảm nhận biết. Nên là trong lúc này là chúng tôi mong rằng chúng ta gắn tập. Thì chúng ta đi bằng cái con đường. Nếu chúng ta khẳng định mình có tự tánh chân thật và muốn quay trở về, muốn thể nhận được tự tánh của mình, muốn hay ra được tự tánh của mình, thì tập. Chúng tôi dùng từ là tập. Thôi đi tất cả mọi cái quen thuộc của tâm thức, để cho tâm thức nó tự động nghỉ ngơi. Đừng có làm theo cái thói quen cũ nữa. Thói quen cũ của mắt khi thấy là phải khẳng định mình, khẳng định định sự vật, chuẩn bị để thấy vân vân. Tất cả những cái đó thôi đi. Quý vị thử một lần. Ai mà thử được một lần thì nên làm tiệc ăn mừng. Làm tiệc ăn mừng. Có một lần mà mình thấy. Trước khi thấy không chuẩn bị gì, ngay khi thấy cũng không có gì, và sau khi thấy cũng không hề lưu luyến, không mời gọi, không chấp giữ gì đó. Là có khả năng, tôi dùng từ là có khả năng thôi, chứ có những người cái này luôn hiển hiện rồi nhưng mà họ không có chịu nhận ra thôi.
có khả năng nhận ra được cái sự thật kia, có khả năng. Bây giờ chúng ta lưu ý có cái chỗ đó như vậy nha, chúng ta nên lưu tâm cái chỗ này một chút vậy thôi. Khẳng định ở chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải đặt cái thân mạng chúng ta về, chứ không còn chỗ khác để chúng ta đi đâu. Tức là mảnh đất bình yên nó luôn có ở nơi mình, thì chúng ta nên đừng có xáo động nữa để chúng ta rớt được trong mảnh đất bình yên của chính mình. Chỉ vậy thôi. Chúng ta phải biết nghỉ ngơi chút. Thấy cũng mệt lắm rồi, ai cũng mệt mỏi hết rồi, má cốp da nhăn lưng còm có mỏi hết. Chưa nói, nói chung là cái đạo tràng chúng ta dụng công nó cũng chưa có nhiều đâu. Gặp nhiều người dụng công tội lắm, rất là tội. Họ bữa nào mà lỡ cái giờ không tụng kinh được, họ khổ ghê lắm. Lỡ có công chuyện gì mà không ngồi thiền được, họ hối hả, họ khổ sở, họ lo lắng ghê lắm, tội lắm. Tức là lục thời hành đạo phải điều đặn ngày này qua tới ngày kia vậy. Một ngày phải 6 thời rõ ràng. Lỡ mà trễ 5-3 phút là họ cảm thấy nó có một cái gì á, nó tội ghê lắm. Dụng công mà phải nói là dùng từ tinh tấn thì phải nói là thuộc cái dạng tinh tấn quá mức, quá sức. Mà như vậy cũng nhờ những ngày tháng cực nhọc đó, sau này chúng ta hay ra thì nói một câu trước là chúng ta mới thấy rằng bao nhiêu dụng công từ trước giờ không phải tội vậy. Bao nhiêu cái giấc giả trong giấc mộng nó không phải là cái người đang thức này, kỳ không làm thành được cái người đang thức này, không làm thành được. Người đang thức là thức, còn trong giấc mộng chiến đấu hơn thua là vua, làm giặc làm gì trong đó, làm cướp làm bóc làm gì trong đó, có chỉ là mộng thôi. Hai cái đó nó khác nhau ghê gớm. Do đó khi một người tỉnh giấc rồi, như ngài Lâm Tế nói là đạo lý hoàng bá không có nhiều. Sau khi ổng ngộ đạo rồi ổng nói một câu như vậy. Ngày xưa tôi nghe câu này tôi hơi nhức đầu. Đạo lý không nhiều có nghĩa là, mà thiệt đạo lý không có nhiều. Cái câu đạo lý không nhiều này sau này mình mới hiểu rõ ràng là đạo lý không nhiều. Sự thật nói một câu nó hết rồi, mà nói tràn lan có nhiều khi không hết. Nói Tam Tạng giáo điển vẫn không hết được cái đạo lý kia, nhưng mà đạo lý kia cũng có thể nói một câu không còn gì. Nó nói như vậy. Nên cuối đời Đức Phật nói là ta trong suốt 49 năm ta chưa hề nói một câu là vậy. Ra hôm nay chúng ta có lẽ là ngưng cái chánh tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn ở ngang đây. Thì mong rằng tất cả chúng ta đều phải thực sự là người chánh tinh tấn ở trong đạo Phật, để chúng ta sẽ có được cái cuộc sống thực sự an lạc mà không có tốn công sức nhiều. Tu đạo Phật nó không tốn công sức nghe giống như làm biếng, nhưng mà tốn công càng nhiều coi chừng không phải. Gán nghĩ giùm tôi một lần đi, người nào nghĩ được cho hay tôi làm tiệc tôi đãi. Nghĩ giùm tôi một lần thôi nha, một lần quý vị nghĩ được khoảng, tôi nói chừng trong khoảng tích tắc. Ban đầu thì có lẽ vậy, nhưng mà sau đó thì thời gian kéo dài thì tùy. Giống như là đang ngủ mê cái giật mình thức giấc. Cái gì có bao giờ có trường hợp đó không? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngủ bị một cái chuyện gì quá mình sợ hãi, mình chạy hoài không được, cái tự nhiên cái mình hên của mình sức thức dậy mừng ghê, rồi ngủ mê lại. Nhưng mà cái lúc thức dậy là mình đã thoát được cái nạn kia liền, phải không? Cái gì có lần nào bị vậy chưa? Cái đang ngủ mê man mình bị cái ác mộng ai gượt ai đánh đập mình chạy hoài chạy không thoát, tự nhiên cái có gì làm mình thức dậy mừng quá rồi cũng mệt ngủ lại nữa. Nhưng mà ít ra cũng phải có một lần biết thức là gì để sau đó mình mới được thức luôn. Thì một lần như vậy chúng ta sẽ thấy được cái mộng và cái thực. Làm sao đó cái mộng và cái thực chúng ta phân định được rồi thì đem cái thực đó đi vào cuộc sống để thấy, để nghe, để hay, để biết. Thì vậy là trong mọi thời, mọi lúc, mọi giây chúng ta được chiếp vào cái loại tánh tinh tấn. Có nghĩa là chúng ta được quyền làm tất cả mọi việc trên cuộc đời này cũng được gọi là chánh tinh tấn, chứ không phải là người chánh tinh tấn là chỉ thuần làm cái việc đạo lý không, mấy việc khác không dính. Dính tới mấy việc khác nó không phải là đạo lý, không phải là chánh tinh tấn, không phải như vậy. Chúng ta phải khẳng định lại với cái điều này nha. Không phải ngồi thiền nhập định gọi là chánh tinh tấn ở trong đạo Phật. Đó cũng là tinh tấn, nhưng mà phải khẳng định với nhau là cái chỗ vướng mắc và không vướng mắc, cái kiến giải đúng hay là sai, để mới khẳng định người đó rớt vào chánh tinh tấn hay không.
Đây là cái điều chúng ta phải biết. Thì chúng tôi mong rằng kể từ đây quý Phật tử thực sự là người chánh tinh tấn ở trong đạo Phật. Chỉ cầu chừng mong như vậy, là sau đó mà quý vị nghĩ được, thực sự có một phút nào quý vị nói, trời bây giờ tôi rảnh quá rồi, không có chuyện gì tôi làm được hết. Nghỉ ngơi được như vậy, một lần nghỉ như vậy quý vị thấy nó giống như nó phục sức lại hoàn toàn, rũ được tất cả những cái gọi là, tôi dùng từ là cái căn bản nghiệp. Tôi nói lỡ quý vị có bệnh nan y, đây là sự thật nha, người nào bị bệnh nan y một phen ngọ rõ tánh rồi, bệnh nó tự mất. Tôi dám bảo kê điều đó, dứt khoát không còn bệnh nan y, đây là sự thật. Và người đó làm chủ được bệnh tật, cho nên họ làm chủ được bệnh tật, chứ không phải bệnh tật làm cho mình đau khổ nữa, không có đâu. Ngay cả cái chuyện sanh tử họ cũng đã làm chủ sau đó mà, huống chi cái bệnh ở trên thân chuyện nhỏ, bệnh thân chuyện nhỏ, sanh tử tử mới là chuyện lớn. Mà khi hay ra tự tử tánh rồi là làm chủ được sanh tử, cho nên tất cả những bệnh tật, những cái đau khổ trong trần thế này tự động họ làm chủ được. Vậy cái giá trị của ngộ tánh nó được gì? Cho nên chúng ta phải quyết lòng nhận ra, và mong là quý Phật tử chúng ta sẽ có một ngày như vậy, tức là chúng ta nghĩ để cho cái cả cái thân năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức này, nghĩ luôn một lượt ha. Một lần chúng ta nghĩ thực sự như vậy đi, chứ đừng nghĩ cái thân không thì nó cũng kẹt, cái thân không thì thọ tưởng hành thức nó cũng còn, phải nghĩ hết lượt giùm. Rồi sau đó chúng ta được Phật tái tạo lại để chúng ta sống lại, rồi chúng ta có thấy cái nhìn cho nó phù hợp với cái sự thật đó, thấy hình đúng với sự thật đang là, đang hiện hữu đó, đang thấy, đang nghe, đang hay, đang biết, nó đúng như vậy, đúng như vậy. Thì từng giờ từng phút từng giây được như vậy thì được gọi là chánh tinh tấn. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong mỏi ở đạo tràng này. Ngày nay chúng tôi kết thúc cái thời nói chuyện chánh tinh tấn ở đây. Có vị nào thắc mắc gì ở trong cái chuyện này không? Cái này chúng ta nên giống như nên có một cái, có cái gì hơi khó là chúng ta nên đem ra bàn. Sự thật thì cái này nó khó rồi. Có thắc mắc thì chúng ta cứ trình bày. Đây là cái chỗ nó quan trọng, đó là cửa ngõ để đi vào thiền định mà. Qua những cái thời sau thì nói tới cái mức độ đạt định chứng quả, những chuyện đó, những chuyện của thánh đó. Nhưng mà không bước vào cửa này thì không bước lên mấy cái chỗ kia được đâu. Cái chỗ này mà chúng ta không rõ thì nó cũng kẹt. À, nãy mình nói rồi mà, nãy mình nói ngay cả cái chuyện làm ăn cũng được xíu vào cái việc tu tập. Nói cho nhau nghe cái chuyện này nó hơi, con ngồi xuống đi. Thật ra đối với chúng ta ở đây, những người đang ngồi học đây thì chúng ta không nói đi, những người đang làm lụng, những người đang vất vả ngoài đường, ở nơi lòng họ muốn cái gì? Muốn cái gì? Họ nghĩ rằng họ có tiền, có của, họ nghĩ là họ có cơ sở làm ăn, họ sẽ có được cái bình yên, cái hạnh phúc, đúng không? Cái sự phấn đấu vất vả không chấp nhận ở nơi hiện tại của mình, thì đó là những người đang phấn đấu để vượt qua cái thân phận của mình với mục đích tìm cầu hạnh phúc chứ gì nữa, tìm cầu sự bình yên chứ gì nữa. Người tu mình cũng đang như vậy thôi. Có điều là cái sự tìm cầu của họ nó chưa có chuẩn được ship vào cái loại chánh tinh tấn trong đạo Phật. Chưa có chuẩn, nhưng mà đó là một cái dạng tinh tấn. Mà hồi nãy mình nói là cái việc xảy ra trong gia đình, mình xử lý gọn trong cái sự việc đó, để sau này mình không ân hận, không hối tiếc, không có buồn khổ trong sự việc đó. Đó là cái người khéo, khéo tu. Dù như bây giờ cái việc như cô nói, thì có người con về thì chúng ta cứ vui vẻ thôi, không có gì đâu, nó vui vẻ. Sau đó chúng ta nghe băng lại hay gì đó thì thành ra cái tinh tấn mình nói ở đây nó không đặt nơi thời khóa. Đặt nơi thời khóa là chỉ dành riêng cho những người tu hành xuất gia ở trong chùa thôi. Còn thời khóa với người cư sĩ nó khó đặt ra lắm.
có người nào mà rảnh rang lắm cơ, không còn liên hệ tới ai, sống một đời sống của một tu sĩ thực sự thì mới đặt thầy xóa ra. Mà thậm chí cả mấy thầy cũng vậy, cái thầy ở một chúng bình thường thôi, chứ cỡ như mấy thầy ruộng trì tự nhiên cái bây giờ có một cuộc chuyện sắp xếp tới giờ nó ngồi thiền, nhưng mà có lỡ có một người họ cần công việc gì đó họ tới gặp thầy ruộng trì thì cũng phải xả thiền ra nói chuyện với họ thôi. Có những cái chuyện như vậy. Thành ra cái tinh tấn mà đặt nơi thời khóa thì rất hiếm người thực hiện được. Mà cũng không phải đặt cái người nào mà thường xuyên thực hiện được tất cả những thời khóa thì người đó được gọi là chánh tinh tấn, cũng không phải vậy nữa. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu, đừng có nghĩ gì. Nên là thôi, ai có cái duyên làm được cái gì thì cứ làm. Thì tôi nói quan trọng của cái người chánh tinh tấn là làm sao? Là làm sao có kiến giải chân chánh, có cái chánh kiến để sử dụng cái chánh kiến trong từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống của mình. Mỗi khi thấy mình minh định cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thật, cái nào giả, cái nào chân, cái nào ngụy là mình phải thấu suốt trong mọi thời mọi lúc như vậy thì được. Chúng ta cũng đừng đặt nặng thời khóa. Có điều kiện thì người ta làm đúng thời khóa, còn không có điều kiện thì không nên chấp. Nói chung là bất cứ một cái việc làm gì trên đời mà nó trở thành khuôn sáo để chúng ta vướng mắc thì phải xét lại hết. Xét lại hết à. Trái với cái khuôn sáo đó là sai thì phải xét lại. Không phải đâu. Chỗ này nói quá thì nó hơi bị kẹt. Nên đời sống của chúng ta là cư sĩ nó khác với tu sĩ. Đừng có đặt nặng cái thời khóa lắm. Có điều kiện chúng ta thực hiện, nhưng mà không phải nói vậy chúng ta giải đãi cũng không được. Mà có điều là có những việc gì khi chạm sự việc đó là chúng ta phải sáng suốt, thấy liền đúng sai liền, nên làm gì không nên làm gì, lúc đó chúng ta quyết định là không được quyền ân hận. Có trí tuệ như vậy mới được. Thì đạo Phật luôn luôn lúc nào chúng ta phải đặt nặng cái trí tuệ lên làm hàng đầu, chứ đừng đặt cái khuôn sáo nào, không có khuôn sáo nào nhất định cả. Phật pháp gọi là bất định pháp. Ta cố định một điều gì không phải đâu, cũng chẳng có gì cố định được đâu. Thành ra có bữa thì đạo tràng đông, có bữa thì đạo tràng cũng le que ngồi nghe lạnh lẽo. Thì mình cũng biết, ta thông cảm là với cuộc sống của cư sĩ thì không thể điều đặn được. Điều đó tôi hết sức là thông cảm. Có thể điều đặn như một vị tu sĩ có nhiều khi đổ thừa bệnh hoạn. Ngày xưa chúng ta ở chúng tôi biết mà đó, từng giờ của hòa thượng dạy, có lúc với thầy lên học đủ, có lúc với thầy ngán học không đủ. Nhất là những cái thời kinh khó, bộ kinh Lăng Già, trong chúng hay nói bộ kinh Lăng Dài, tức là học bộ kinh nó Lăng Dài luôn, chịu không có nổi. Những cái thầy học không được rồi ngồi đó ngáp tới ngáp luôn, thôi trốn kiếm chuyện làm công quả cho rồi. Không có những cái như vậy. Thành ra chúng ta không cố định một cái gì hết á. Những người tu Phật hết sức linh động. Chú hỏi gì vậy? Biết được một cái điều con biết á thì nó cũng thấy con cũng bình thường thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái việc công phu tu hành của con. Tại vì cái này nó làm như là một cái nền tảng để mà con thấy như là mọi cái sự cảnh vật gì nó đến đó, thì tôi thấy là như nó bình thản lắm. Thì cái bình thản này đó thì nói chung là không phải là cái chỗ gì, nhưng mà mọi cảnh vật nó đến đó, thì cái khi mà con đã hay ra được, con biết được cái điều này đó, thì con thấy nó đến thì con nữa thấy nó không có còn quan trọng đối với con cái gì nữa. Đối với cái nội tâm tự động nó đã thanh tịnh, nó không có còn dính mắc ở sáu trần sáu căn nữa. Con thấy tự động nội tâm nó thanh tịnh. Mà cái điều này thì nói chung là cái chỗ đó thì con không biết là chỗ gì, nhưng mà nó có thể là nó dứt trừ hết mọi tham sân si hết, mọi mạng nghi trong người rồi đó. Thấy cái bình thản không còn một chút gì mà coi như sợ sệt lo lắng gì nữa. Có một cái điều là con thấy. Rồi trong những cái lúc công phu á, thì lúc trước con công phu thì nó đau lắm, rồi tiền cái già nó đau, nửa tiếng nó đau. Nhưng mà khi con thấy ra được cái này á, thì bây giờ nói là nếu mà khi nó bị tổ nói là khi mà cái cảnh mọi cảnh mà đau hay cảnh thận gì nữa đó đứng bình thường, thì khi mà nó ngồi thiểu là nó đau á, thấy mình thấy khi mà mình trú vào cái chỗ vui đó
để mà nó thanh thản cái tâm thì cái đau từ từ nó bật. Mà lúc trước con ngồi chỉ có nửa tiếng thôi mà không nổi, mà khi mà cái trú vào nó rồi á, cái đau cái vui của hiện tại nó hiện lên thì nó ngồi được cả một tiếng. Và con nghĩ là có thể là ngồi thêm được, tại nó vẫn bình thản thôi, không có gì hết, không còn đau nữa. Đó là trong công phu của con. Khi mà con nghĩ là nhiều khi con ngồi, tại con đi khỏi đi làm thì khi con ngồi mà nếu mà thầy nói là mình phải ngồi chết luôn đi thì nó sẽ được 2 tiếng rồi nó bình thường lại. Nhưng mà con nghĩ là ngồi 2 tiếng rồi sau này con xả rồi đi ra làm nó sẽ trễ, con không dám ngồi nữa. Với trung bình giờ con ngồi 1 tiếng thôi, con không dám ngồi lên. Thì đó mà mai con ngồi thấy nó từ từ nó đau đau mình vẫn biết, vẫn biết mà vẫn vui. Đó, nó đau cùng khổ trong tâm nội tâm luôn mà con thấy nó, tại mình trú được cái lạc trú của hiện tại đó, nó rất là vui. Đó thì con không biết cái đó là cái gì, nhưng mà đến bây giờ khi mà con thấy được cái đó thì cái đó nó vẫn hiện tiền, nó không bao giờ mất ở trong nội tâm của con. Thì khi mà con nghe được rồi á, một cái bài kinh đó của thầy trụ trì ở trên đường chiếu đó, thì nó có một cái pháp môn mà Phật Thích Ca ông khẳng định, tức là Đức Thế Tôn khẳng định là coi như một cái pháp môn này coi như không có sanh, cũng như là không có, có sanh rồi không có làm ra, không có, có tác thành, không có hiện hữu. Nhưng mà con thấy có một cái điều hay ra này, thấy nó hiện hữu, nó hiện hữu nhưng mà chỉ mình biết thôi chứ không ai biết. Nó luôn luôn hiện hữu và nó luôn luôn trú lạc ở hiện tại giống như vậy. Thì đây là một cái điều mà con thấy rất là rõ này. Nhưng mà cái sự tu hành của con như vậy, để mà con hiện tại như vậy, con thấy như vậy, để mà tu hành nương tựa vào tu hành, con không có còn lạc được lập lối nữa. Như là mình đã tự ở biển khơi mà thấy được mình tự động mình làm cho mình được cái hòn đảo để mình nương trú vào để tu hành. Thì như vậy có thể là đúng sai hiện tại cũng như vậy. Đây là một cái dùng từ là một bước tiến ở trong công phu thì cũng là một cái điều tốt, nhưng mà dùng từ là khẳng định để không còn sai nữa thì chưa nha, chưa đâu, thấy như vậy thì chưa. Bây giờ một người ngộ tánh trong lúc họ tọa thiền thì cái đau của chân cũng như con kiến bò nhột nhột, mũi chích lỗ tai vân vân, tất cả mọi cái đều rõ ràng như nhau cả, không khác. Hôm nay chúng ta ngừng ở đây nha. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận Phật Đạo.